Thôi chào bà con cô bác mình lại nha. Gì ta, khổ quá. Ồ coi mà không comment được, trời ơi nó tức. Làm cái trang đi comment, bây giờ leo lên chút xíu tụt xuống té, ngồi xíu té. Em còn không anh, còn thấy em không Có anh? Rồi vậy thì chừng nào rớt lần nữa là nghỉ luôn nha. Giờ nói đi, thì bữa nay cái chủ đề chung lên chia sẻ thì cũng rất là hay, rất thấu đáo. Em thì em cũng không nắm được rành rọt được rõ như là chung nói, thì chỉ góp thêm một vài cái ý, ví dụ như mấy cái nãy mà anh gợi ý á, thì em cũng thấy cũng có mấy cái cũng đồng tình. Cái vấn đề mà về những cái con đường mà để họ họ đưa đẩy dẫn dắt lôi kéo những người mà ham tiền ham bạc để đi vào cái con đường đấu tranh và cuối cùng trở thành dân quan dân tham rồi vô tù. Thì cái chuyện đó họ họ làm rất là lâu rồi chứ không phải mới đây. Họ làm theo em nhớ em biết thì bắt đầu là em nhớ là năm đó em sắm được một cái máy vi tính nha. Cái năm đó em sắm được cái máy vi tính lúc đó ghê lắm á. Cái bộ nhớ anh có biết là lúc đó là em mua cái máy vi tính đầu tiên luôn nha. Là bây giờ xài mấy đứa giờ nó xài Win cái gì, Win 7, Win 8, Win 9, Win 10, Win 11 gì phải không? Hồi đó em anh biết em xài Win mấy không? Em xài hồi đó là em xài Win 95. Rồi của nó có Win 9, Win 10 mà ăn thua gì? Em xài Win 95 lận. Là đó. Microsoft không? Microsoft đúng không? À, Microsoft á. Còn cái ổ cứng á, là hồi đó là em xài cái bộ cứng là tới là 20 GB lận á, ổ cứng của máy 20 GB lận á. Ừ, còn bộ nhớ RAM của nó đó là tới 128 MB luôn á, ghê không? Đó, bộ nhớ RAM là 128 MB. Cái điện thoại của anh giờ RAM của anh giờ nhiêu? RAM anh giờ chừng 6 GB là dữ rồi, đúng không? Của em nó tới Ổ là ra 128 MB luôn á, ghê chưa? mà. Hồi đó là mua cái máy đó lên, bắt đầu cũng lên mạng à, lên mấy cái trang ở nước ngoài. Trời ơi, nó cầm cờ vàng nó kéo dài dài dài, nó đã đảo ông này, nó đã đảo ông kia, nó đã đảo ông nọ, mà nó tuốt ở bên nước ngoài nó đã đảo. Lúc đó là cũng coi cũng theo dõi từ 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 từ, rồi sau đó thì thôi em coi trên cái YouTube họ đưa lên á, thôi bỏ. Trời ơi, nó ở nước ngoài mà nó chửi chừng nào mới tới Việt Nam. Rồi sau này mình phải theo dõi là tao có cái vụ Facebook nó phát triển mạnh. Hồi đó còn chơi Yahoo, Yahoo Fanpage đó, tụi kệ bà, tụi bay đi, tụi bay kéo cờ gì chừng nào tới Việt Nam tao. Bây giờ còn nhiều mạng xã hội ra rồi, Facebook đồ nó lên, Instagram hay là Zalo gì vậy, nó lên được đâu là nó chửi đó. Cho nên giờ mình nghĩ á, chắc chắn là cái bọn này là sẽ không hết, nó sẽ tìm đủ mọi cách, cái kiểu mà ăn không được phá cho hôi, em thấy gọi là ăn không được phá cho hôi. Cho nên nó tìm đủ mọi kiểu, mọi chiêu trò, mọi cách, giống như cái kiểu mà thù hằn rồi xong rồi cái bôi bát bôi nhọ, làm cho cái đất nước nó tàn tạ cho nó đỡ tức. Chứ giờ mà không bôi không nhọ không này nọ không làm xấu thì để nó phát triển quá mà về không được cũng tức. Mà đa phần em thấy những thành phần, hầu như là những thành phần là họ về không được là họ đấu tranh rất là kịch liệt, đấu tranh dữ lắm, chống dữ lắm, tới chống gậy mà vẫn còn chống. À, còn những người mà họ họ có cái chính kiến rõ ràng rồi, gọi là mình nói nôm gọi là những người họ tiến bộ đó, họ nhìn thấy cái cục diện, cái sự thật như là tổng thống, phó tổng thống Nguyễn Cầu Kỳ. Ông nhìn thấy rõ ràng, ông nói mình làm không được mà người anh em bên kia họ làm được thì mình nên cổ vũ. Và chính ông đã trở về Việt Nam đó, đã nhìn nhận cái sự phát triển của đất nước đó, là những người tiến bộ đó, họ chấp nhận đất nước có mất cho Tây cho Tàu ở đâu, đúng không? Nước Việt Nam chúng ta vẫn còn giỗ tổ vua Hùng hàng năm đó, những vị anh hùng dân tộc đó, những vị vua đã có những cái chiến công oanh liệt chống xâm lược, chống giặc xâm lăng từ hồi xưa tới giờ, từ ngàn đời nay tới giờ, thì dân ta vẫn còn nhớ.
dân tộc Việt Nam vẫn còn ở đây, đất nước Việt Nam vẫn còn ở đây, có mất cho Tây cho Tàu đâu. Chỉ có cái bọn mà về không được, em thấy đa phần những cái bọn không còn được về Việt Nam nữa, nó lỡ xa chân rồi, cho nên nó là đành phải 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 làm cho tới luôn. Và em nghĩ chắc có lẽ đó cũng là một cái điều kiện để kiếm cơm thôi, chống để kiếm cơm, cũng như anh em mình nói, họ chống để họ kiếm cơm. Nhưng mà có một cái tội là tội cho những người trong nước của mình, mà nói thì không được. Thôi thì em nghĩ chắc có lẽ là con người ta mỗi người một cái duyên, một cái số, một cái họ mình muốn họ đẩy đẩy họ sang đường khác, chắc có lẽ đẩy không được. Dù em nói Đúng rồi. lấy cái ví dụ ngay bản thân em đi, cha mẹ sinh em ra hồi xưa đó là cha muốn, mẹ ước là em làm bác sĩ, đó là ước muốn của cha với mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà con làm bác sĩ không nổi, ngay kể cả là bác sĩ thú y thôi, em nói mà em mà làm bác luôn à, ngay cái thời hồi xưa bác sĩ thú y mà còn chỉ học trung cấp thôi, xách cái túi đi dài dài chích là làm giàu. Bây giờ là mấy người đó, ngay thằng em ruột của em, nó học xong nó ra làm thú y, bây giờ anh biết nó làm cái gì không? Nó làm giám đốc cho công ty Hòa Phát. Ông Hòa Phát ổng mở thêm cái lĩnh vực qua bên thuốc thú y á. Ông Hòa Phát là ổng mà mạnh nhất về bệnh bên sắt, thấy không, Đúng sắt rồi, hộp chắc nhôm đó, sắt thép thép. đó. Thì sau đó thì ổng mới mở rộng lĩnh vực qua bên Hòa Phát nữa. Thì thằng em nó đi làm nhiều nơi nhiều chỗ lắm, mà sau đây hiện giờ là nó đang làm ở Hòa Phát, nó đi xe du lịch. Cha mẹ muốn mình ngon lành chứ cha mẹ đâu có muốn mình cực khổ, nhưng mà số của mình không được, không được như ý cha mẹ. Thì cũng giống như giờ em nói, mình đâu có muốn người dân Việt Nam của chúng ta bị cái bọn xấu nó lôi kéo đâu, nhưng cái đó là cái vận mệnh của họ rồi. Có nghĩa là mình chỉ cứu họ là cứu nguy thôi, chứ còn cái khổ của họ mình chỉ cứu được một lúc nào đó họ nguy thôi, chứ còn cứu họ cả đời thì đâu cứu nổi. Tự họ tự cứu lấy chính họ thôi, khi hồi nào họ nhận ra cái đó là cái con đường sai trái họ quay lại thì thôi. Chứ còn bây giờ họ đang lùi đầu vô, nhiều khi mình kéo nó ra nó chửi mình đó chứ. Đó, nói ví dụ như một con số kẻ bây giờ nó đang đang đi theo cái con đường mà chống phá đất nước đó, đó. Mình nói nó, mình vô mình nói nó, mày mày làm vậy là mày sai, mày làm vậy là không đúng, nó quay lại nó chửi mình bò đỏ bò vàng, chửi qua chửi lại vậy đó. Đó, cho nên là nhiều khi bỏ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thì nói vậy thì cho nó suông cái câu mà người ta thường hay nói, nhưng mà thiệt bỏ thì nó tội thiệt luôn á, bỏ thì thấy tội. Tới khi mà họ vào tù, họ mặc áo áo sọc rồi đó, mình anh em mình hay gọi là áo du binh tuốt đó. Đó, sọc bọc áo sọc rồi lúc đó à, nói rõ thằng luôn, như thằng Thành đó, thằng Chí Thành đó. Đó hồi lúc đó biết bao nhiêu người lên án nó, mày làm vậy là mày sai, mày làm vậy là chết, chống làm dữ lên, làm hung lên, tới chừng xong xuôi rồi tới chừng vô mặc áo số rồi cái ngồi đó khóc, tại em bị bao que nó gạt hả? Em bị nó gạt. Mẹ bà, mày cái đầu mày đâu phải là ngu, tại tham tiền. Có nghĩa là nói thì em phải phân tích thêm một góc độ nữa, nói thẳng ra đất nước của chúng ta hiện nay sống thì cũng được, nhưng với cái đồng lương của công an hiện tại, đồng lương của bác sĩ hiện tại, đồng lương của giáo viên hiện tại, đồng lương của bộ đội hiện tại, đó là những cái ban ngành lương ngang ngửa gần gần nhau, đồng lương nói chung là còn hơi thấp so với cái cuộc sống hiện đại hiện nay. Nhưng nếu biết khéo, ông bà xưa mình dạy khéo gối thì no, khéo co thì ấm. Nhưng mà những người nào biết co biết gối thì sống nó dung dáng, thì nó tương đối là cũng sống được. Còn nếu mà lương bổng cỡ này cỡ mà ông công an đó mà ông đòi ông ra, ông đòi hỏi cái gì hơn nữa thì chỉ có nước là đi kêu bao que nó cho thôi. Làm thì ít mà muốn hưởng nhiều thì kêu bao que nó cho, rồi xong rồi một thời gian rồi vô mặc áo số như vậy đó. Nghĩa là
một số kẻ mình muốn cứu họ không cứu được là tại vì họ quá tham. Họ tham, họ muốn có tiền, ăn trên ngồi trước, ngồi bằng ít mà muốn hưởng nhiều, thì chỉ có thời gian đi chăn kiến thôi, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu thôi. Thật sự cái so là cái nghề của thằng em của em, nó làm, nó cái tiếng làm lương tháng nhiều, nó làm một tháng cũng khoảng 60 triệu, nhưng mà nó nói anh ơi cực lắm, đâu có sướng gì đâu, đau đầu lắm chứ bộ, nói giỡn hả, phải chạy cái doanh số, anh làm giám đốc anh phải lo quản lý mấy nhân viên, chạy doanh số như thế nào để cho nó ra tiền, nó ra được cái doanh số chỉ tiêu, đặt chỉ tiêu mới có tiền, còn mà anh làm không đạt thì đâu có tiền đâu, mà không có tiền chẳng như không có tiền còn bị mất việc nữa chứ đâu được giữ được cái chức. Thì từ chỗ đó ở Việt Nam làm một tháng 60 triệu, thấy ngon hơn đi Mỹ không? Ngon, em thấy là ngon đi Mỹ, thấy cỡ 10 triệu sống cũng được rồi, mình biết khéo gói thì no thôi, đừng đòi hỏi quá. Nếu mà so về những năm mà trước đây, những năm mà đói đó, ăn bo bo đó, rồi là mặc quần áo mà còn phải vá đó, thì bây giờ quá rồi, tuyệt vời rồi, còn gì bằng nữa hết trơn. Thì từ từ rồi đất nước chúng ta càng ngày càng đi lên. Chứ còn em thấy đòi hỏi như ông Ukraine đó, đó, Ukraine trước đây họ hơn mình, họ giúp đỡ cho mình nữa, nói cái tiếng công bằng. Nhân dân Việt Nam số phần đông á, thì không biết người ta có biết không, chứ em thấy cũng có một số người đã từng đi học Ukraine, từng thành đạt ở Ukraine, ví dụ như là ông Phạm Nhật Vượng đó, và Phương Thảo đó. Đó. Những danh nhân của Việt Nam thành đạt ở Ukraine, nếu có người ta tìm hiểu ta vẫn biết đất nước Việt Nam và đất nước Ukraine vẫn tình nghĩa với nhau. Hôm qua hôm kia nói là hát cho nghe một bài Ukraine đúng không? Đồng quê bát ngát mênh mông Ukraine, dòng sông uốn quanh nước trôi êm đềm, bạch dương tươi tốt lá xanh cành vương bên bờ, là nơi cô hương thân yêu mong chờ. Bạch dương tươi tốt lá xanh cành vương bên bờ, là nơi cô hương thân yêu mong chờ. Dân ca của Ukraine được một nhạc sĩ người Việt của mình đặt lại cái lời Việt để mình hát, phỏng theo lời của Ukraine, dịch lời tiếng Việt để mình hát. Nhân dân Việt Nam với Ukraine cũng rất là tình nghĩa với nhau. Bởi vậy hôm lúc đầu chúng ta bỏ phiếu trắng là tại sao? Bây giờ mình biết bỏ ai buông ai đây? Ông Nga cũng tốt với mình, mà ông Ukraine trước đây, những người mà nhân dân Ukraine họ theo Cộng sản, họ cũng rất là tốt. Chỉ có cái đảng mới thân Nga này, thân Mỹ này, họ lãnh đạo khác thôi. Chứ còn trước đây những cái giới chức, những người lãnh đạo họ thân Nga thì họ giúp đỡ Việt Nam nhiều lắm. Bỏ sao được, bỏ sao đành. Nhưng mà giờ chuyện của người ta, mình cũng có nói rồi, Việt Nam không muốn ai thọc sâu vào cái chuyện riêng tư trong đất nước Việt Nam. Thì bản thân người Việt Nam mình cũng vậy, mình cũng không có thọc sâu vào chuyện đúng của người ta. Đúng rồi. Ai làm gì đúng người ta làm. Mình tôn trọng. Từ cái chỗ đó đó mà giờ Nga thì lại càng có tình nghĩa nữa. Anh có một cái bài hát mà rất là nổi tiếng, em hát lên là biết liền. Người ta hay đặt lại tiếng Việt hát. Cây chú sa. Đào mà ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào. Không? Đào mà ra bông, người ta mới kêu là bông đào. Cành lá hoa trái trên cây, người ta mới kêu là cây đào. Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng kêu cây đào. Dân một bài nhạc của một thời cây chu sa đúng không, phải là cây chu sa phải không, phải cây chu sa đúng rồi, cây chu sa của Hồng Quân Liên Xô đó,
những cô gái Nga hát để cổ vũ cho những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Thì bây giờ ông Nga với Ukraine mình bỏ ông nào? Nhưng em có cái nhận định thế này, cứ cái bọn Việt Tân, cái bọn BBC, cái bọn mà ba chọc ha, nó nói thằng nào tốt chánh sang đổ ra. Việt Tân mà nó nói Ukraine tốt, coi chừng đi, Ukraine mà bên phe nào, bên khúc nào đó, rồi nó nói thằng nào xấu thì mình xem kỹ lại đi, nó xấu với ai, xấu với chuyện gì. Nói chung nó chê cái nào thì mình, thì cái đó là giống như nó nói ê đừng nói, đừng mày đừng đi nghe, đừng nói gai không á, đừng nói đi được á. Chứ còn mà nó nói ê mày qua mày đi lên đây nè, hả, mấy thằng Việt Tân, mấy thằng BBC kia, ê qua đi lên đây nè, đường này tao mới dọn rồi này, đi sạch ngon lắm, đi đi có sổ chết, qua đây nữa không, qua đây này có sổ ba lá nữa không, có cô gái mã bà ba đưa đò nữa đúng không, nghe khoái. nghe ba chọc hay mấy chống cộng, nghe mấy thằng Việt Tân lặn biển hết, tin nó đi, tin nó đi. Nghe lại nó đi, lặn biển hết luôn á, lộ biển hết luôn. Nghe lời nó, ê qua đây, qua Cali nè, ngon lắm. Ở không cũng có được nhà lầu đi xe hơi đúng không? Ngon lắm, qua đây qua Cali nè, vui lắm. Trời ơi, tối ngày ở không đi cầm cờ dài dài vậy là được rồi. Trời ơi chờ. Nghe, đó mà em nghĩ cũng mắc cười, không phải chi mà không có người đi qua tới bển thì nói là người ta nói láo, con mẹ nắm đó, qua tới bển rồi sao, trời ơi nước Mỹ không như em tưởng. Nó chửi cho mày gục mặt, nó vô ơn bà phu nhân Obama đưa qua tới, hiện giờ mày nói vậy mày phải đồ cái thứ trong ơn bạc nghĩa hả. Đó, qua Mỹ ngồi đó, đi nhà lầu xe hơi đi. Nói chung ở đâu cũng phải mần, phải ăn. Ở Việt Nam của mình lương hơi thấp, nhưng cuộc sống như vậy là mình thấy cũng quá ok. Tại sao có những người người ta trở thành tỷ phú trên đất nước này được, mà mình không được thì tại mình thôi, đúng không? Chứ đâu phải nói nước Việt Nam mà ăn không được. Tại sao bao nhiêu nước trên thế giới họ nhào vô Việt Nam, họ làm, họ đầu tư, ông Nhật, ông Hàn, ông Trung Quốc, đó, kể cả là những ông bên Tây Âu họ qua nữa, đó, Việt Nam mình làm được chứ không phải không được. Nhưng mà tại vì mơ mộng xa vời quá thì gán chịu, biết sao giờ. Đó là cái chuyện mà em cũng muốn thêm cái vấn đề mà mình nói, cái nhà đấu tranh họ sao họ cứ đấu tranh hoài, họ u mê, nhưng mà có lẽ tại số trước kia, cái máu hồi trước tới cũng là chưa tới. Đành chịu thôi, chứ giờ nói thì mình cũng nói vậy thôi, thấy họ bị dướng vào cái cảnh tù tội rồi. Bữa nay nãy chung nói mấy mười mấy người bị kêu án đó, trong cái vụ ông Đào Minh Quân phải không? Đúng rồi, vụ ông Đào Minh Quân, Dương Văn Thả thì tự dẫn chết luôn đó. Thì thủ tướng Dương Văn Thả hả? Thả cho ông Thả nghe lời nó đó thì chết. Nhưng mà em nghĩ họ bên kia họ cố tình họ làm để cho dân mình đây loạn thôi. Bởi đất nước mình có những cái kiểu mà tù tội như vậy đó, họ nói là đất nước mình có dân quan đó, rồi không nhân quyền ABC các kiểu, để mà làm cho rối loạn, họ họt chân vô cái kiểu ngày xưa nữa này đó. Người Việt Nam bây giờ sống ở nước người nước ngoài sống ở Việt Nam hơi bị nhiều đúng không? Điều đó có đó, em thấy trên YouTube, trên TikTok họ có những người nước ngoài họ nói tiếng Việt rất là gành, em thấy đáng nể luôn á, công nhận thiệt. Họ qua Việt Nam mình mà họ học tiếng Việt, họ học họ nói chuyện rành, mà trong khi mình nói không ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, tiếng Việt mình là một trong những ngôn ngữ khó học, cực kỳ khó học. Tại vì nó tới 6 dấu thanh lần, anh bỏ dấu không khéo là no đòn liền. Rồi hỏi ăn đu đủ không, đúng không? Nhưng mà người nước ngoài thì hỏi mà chỉ ăn đu đủ mà hỏi mà dấu hỏi không ra dấu hỏi, mà dấu nặng ra dấu nặng, cái nhỏ kia quay lại là nó hả liền á.
thấy không, người nước ngoài bỏ dấu không khéo là chết với tiếng Việt mình liền á. Tiếng nước ngoài thì nó lên dấu xuống dấu gì, lên giọng xuống giọng gì cũng kiểu à, I love you, I love you, I love you, dù dù dú gì nó cũng vậy hả. Còn Việt Nam mình khác à, cái chữ đủ đủ mà bỏ dấu khác là no. Ok, cảm ơn nông dân rất là nhiều và cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia cái buổi live tối nay. Và thưa quan xin phép là sẽ dừng buổi live.